Xin chào các bạn, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái AutoCAD 2007. Thì mở lên cái AutoCAD thì các bạn sẽ làm đầu tiên, đó là đây là tạo mới. Tạo mới thì có hai phần các bạn quan tâm, thứ nhất là 2D và thứ ba là 3D. Hôm nay chúng ta đi phần 2D. Thì lưu đối với một số cái phần mềm thì thao tác lưu là tương đồng với nhau, các bạn dùng phím tắt hay là dùng menu. Và trong AutoCAD thì cái phần mở rộng đây là DWG, thì các bạn có thể chọn cái vị trí lưu rồi tên, hoặc là các bạn có thể chọn cái phiên bản, sau đó các bạn click vô bìa điện lưu. Thứ hai là các bạn sẽ đi thiết lập cái đơn vị đo, thì chúng ta sẽ vào format unit. Thì ở đây chúng ta chọn chế độ là thập phân để cho các bạn dễ làm, và tỷ lệ đo co giãn này các bạn có thể dùng là cái mm, và cái độ chính xác là các bạn dùng không. Ở đây thì nó có nhiều chế độ, các bạn chọn một. Tiếp theo thì chúng ta xem cái khổ giấy so với cm, so với mm, thì cái nó là 210 và 297, thì cái phần nào mà nó chiều nào đối với giấy đứng thì cái phần đứng nó là 207, và đối với giấy ngang thì phần ngang nó là 297, và cái khổ A3 sẽ bằng hai cái trang A4. Bây giờ đi thiết lập thì các bạn sẽ nhập cái lệnh MV setup vào dòng ngay chỗ comment này, đây ngay cái lệnh comment nè, các bạn đánh MV setup. Ở đây các bạn sẽ chọn chữ đánh tắt là chữ N, và các bạn chọn cái kiểu đơn vị là decimal. Thì ở đây cái độ co giãn đánh số 1 là chúng ta dùng tỷ lệ 1:1, và chúng ta thiết lập cái trang A3. Thì hồi nãy đã nói A3 là chúng ta sẽ gấp 2 A4, thì cái này chúng ta nhân 2 một chiều, đó là 420 và 297. Như vậy là chúng ta sẽ có cái khổ giấy là A3 và trục trên cái không gian là OXE. Để vẽ các đối tượng trong cái AutoCAD thì các bạn có ba cái cách mà các bạn sẽ dùng. Thứ nhất là dùng cái thanh công cụ bên trái. Thứ hai là chúng ta dùng trình menu Raw. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ nhập lệnh. Tiếp theo thì để dễ thì chúng ta xem đây là các cái góc trên hệ tọa độ. Nếu như các bạn đi sang phải mà trùng song song với trục X thì góc nó sẽ là 0, và vuông góc với trục X phía trên là 90, và song song với trục X mà đi về bên trái thì nó là 180. Đây là dòng xoay. Tương tự như vậy, nếu mà các bạn đi sang phải thì X nó sẽ tăng, đi lên thì Y tăng, và đi sang trái là X giảm, và đi xuống là Y giảm. Thì cái lệnh đầu tiên mà chúng ta sẽ dùng đó là cái công cụ Line. Thì để vẽ một cái đường thẳng, một cái đoạn thẳng, thì các bạn sẽ có hai xác định được tọa độ đầu và tọa độ cuối. Thì cái một điểm nó gồm hai cái giá trị X và Y. Thì cái giá trị đầu tiên là X và cái giá trị thứ hai là Y. Và chúng ta có, ban đầu thì chúng ta có thể dùng cái tool để vẽ. Thì các bạn click điểm đầu, các bạn click điểm cuối là đã đưa ra một cái đoạn thẳng. Muốn kết thúc một thao tác thì các bạn nhấn nút Escape. Ở đây các bạn muốn xóa một cái
đối tượng, các bạn chỉ cần chọn đối tượng đó và nhấn phím delete. Thì chúng ta sẽ qua một cái bài tập 1, rồi các bạn sẽ vẽ hình A, hình B, hình C. Thì ban đầu thì đi cái hình A cho các bạn thấy. Thì để vẽ đường thẳng thì có hai cách mà người ta hay dùng. Thứ nhất là khi xác định cái tọa độ ban đầu khoảng ít đi, thì các bạn rê trên cái bản vẽ thì cái giá trị này nó sẽ di chuyển. Nếu như các bạn muốn nhập cố định một cái vị trí ban đầu mà mình chọn thì các bạn chỉ cần nhập vào sẽ xác định. Có hai cách, một là chúng ta sẽ vẽ theo chiều dài và giao với một góc chục ít là bao nhiêu. Cách thứ hai là các bạn có thể bật chế độ tuyệt đối lên, các bạn nhập giá trị tọa độ của điểm thứ hai là nó sẽ ra. Như vậy để vẽ thì chúng ta có hai cách để vẽ. Như vậy để vẽ hình A thì các bạn sẽ có một cái điểm xuất phát và một điểm kết thúc. Thì ở đây chiều dài là 120 và song song với trục X sang phải nên là 0 độ. Các bạn bật lên tọa độ ban đầu thì các chúng ta chọn 50. Khi mà chúng ta nhập cách giữa hai tọa độ thì các bạn sẽ dùng phím Tab là nhảy qua cái phím kế bên. Chiều dài là 120, các bạn nhấn phím Tab qua 0 độ. Như vậy là các bạn có một điểm. Để vẽ một cái điểm thứ hai thì các bạn có hai cách để vẽ. Các bạn có thể xem cái tọa độ này là bao nhiêu rồi chúng ta tính được cái góc cái điểm đây rồi chúng ta nói lại. Cách thứ hai đơn giản hơn, có nghĩa là các bạn sẽ đứng ngay vị trí này, các bạn cứ vẽ lên một cái đoạn 60 và đi ngang 30 là xác định được cái điểm này, chúng ta nói ngược lại. Rồi chúng ta đi lên là 60, góc là 90. Rồi cái điểm này thì các bạn sẽ đi qua bên phải 30 độ. Đôi khi chúng ta thấy là bên đây nó là 0 độ thì mặc định rồi, chúng ta không cần phải nhập tọa độ vào. Sau đó chúng ta sẽ nối hai cái điểm này lại. Thì cái nào sau khi dùng tạm này xong, các bạn có thể tắt. Tương tự như vậy thì khi có cái điểm này thì các bạn nối về, bắt cái điểm này về 120 độ. Và do nó đi về phía bên trái của X nên là 120 180. Rồi khi mà có được cái đường này thì các bạn chỉ cần nối cái điểm này, nối vào đây là đã xong được cái hình A. Tiếp tục cái hình B. Hình B thì các bạn sẽ đứng ngay cái vị trí xuất phát là điểm. Điểm xuất phát là ngay vị trí này. Các bạn sẽ đi theo hướng này. Như vậy chúng ta sẽ đi về bên trái 80 và đi xuống 80, đi về bên phải 120, đi lên 30. Khi đến điểm này thì chúng ta chỉ cần nối hai vị trí này lại. Chúng ta cũng bắt một điểm, chọn ngẫu nhiên, chúng ta đi về bên trái 80, sau đó chúng ta đi xuống 80, đi về bên phải 120 và chúng ta đi lên 30, tọa độ là 90 độ. Sau đó có hai điểm này thì các bạn chỉ cần nói là rất là đơn giản. Tương tự như vậy thì chúng ta vẽ hình C. Hình C thì giờ mình sẽ đi một cách mới, có nghĩa là khi mình xác định tọa độ ở đây thì chúng ta tính được vị trí ở đây. Nói lại, ở đây ví dụ vị trí ở đây tôi cho là 100 và 100, thì khi mà X vào 20 và Y lên 60, có nghĩa là Y nó sẽ tăng lên 60 và X sẽ tăng lên 20, xác định được vị trí này thì các bạn sẽ nối hai điểm này lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái đường qua đây, tọa độ là một chiều dài 150 đi để nó trùng với nó không. Rồi bây giờ đi qua 100 thì các bạn biết là cái tọa
đây là 150, 150 thì vô đây là 170 và đi lên 170, 60, 50 là 210. Rồi các bạn chị kia nói vào đây, đi qua đây là 60. Rồi có điểm này các bạn nói vào thì sẽ được cái hình C. Thì để xem coi chúng ta vẽ có chính xác hay không thì các bạn sẽ bật cái chế độ đo lên. Các bạn vào dimension, các bạn vào cái dimension style và các bạn vào modify. Thì ở đây coi sau này tới những cái bài này thì sẽ chi tiết, bây giờ chúng ta chỉ bật những cái chế độ cơ bản. Thứ nhất là chúng ta không dùng số lẻ. Cái thứ hai, để cho cái chữ này nó to lên thì tạm lấy phông 13. Ở đây phần lớn là chỉ đo đường thẳng, thì các bạn chỉ cần bật dùng cái công cụ đo. Để các bạn muốn đo thì các bạn chỉ cần nhập điểm đầu, nhập điểm cuối và các bạn kéo ra là xong. Tương tự rồi, như vậy là đã hướng dẫn xong các bài 1. Các bạn về thực hiện, để có khó khăn gì thì các bạn comment mình sẽ giải thích.